Chắc cũng phải một tháng rồi chú chưa post món chay thuần Việt nhỉ? Hôm nay cô Su làm món đậu phụ nhồi, rất quen thuộc trên mâm cơm của mọi gia đình nhé. Thường thì món đậu phụ nhồi sẽ dùng thịt băm để làm nhân. Và trong lúc vắt óc suy nghĩ để dùng nguyên liệu gì, thay vì dùng thịt băm chay, thì may thay trong tủ lạnh có sót một quả cà tím chứ.